đấy thôi bà. Cái bà Đồng Nát ấy, ở đầu ngõ nhà mình ấy bà. Bà đấy tôi nói cho nó bà còn nghe cho nó rõ. Cái gì ạ ông? Cái bà Đồng Nát đấy, bà ấy muốn mua những cái đồ này của nhà mình này bà này. Bà ơi, bán đi nhá. Bà bán để làm gì? Không thì tôi bán đi tôi... Thank you.
giúp bác với. Cái ông nhà bác á, suốt ngày cô được bày bán những cái này nè cháu này. À thế à? Tôi cứ bán đấy. Tôi bán đi ấy, làm cái con em hát đi cho nó khoáng. Bác Quyết à, cháu thấy bác Lan không muốn bán là đúng đấy ạ. Đây là đồ vật cổ, nó không chỉ có giá trị về mặt vật chất mà nó còn có giá trị về mặt tinh thần, đồng thời còn là di sản văn hóa dân tộc Mường mình nữa bác ạ. Cháu mời cháu ngồi xuống đây. Có thế mà dạ. Cái đồ này á, đồ này mà cũng là di sản văn hóa của cả dân tộc Mường mình cơ hả cháu? Dạ vâng, đúng đấy bác ạ. Cháu ơi, cháu sang nhà bác có việc gì không hả cháu? Dạ thưa hai bác, hôm nay cháu sang trước hết là để thăm hai bác, sau đó cháu có việc muốn nhờ hai bác đây ạ. Dạ vâng, thực hiện nghị quyết của Đảng bộ các cấp về việc bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Lạc triển khai mô hình câu lạc bộ gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Mường. Hôm nay cháu đến là muốn nhờ hai bác giúp đỡ đây ạ. Ồ thế thì tốt quá rồi. Cái gì chứ lại bảo tồn với cả di sản này, có bằng cái con SH của bác hay không? Bác ơi, bác cứ nghe cháu trình bày rồi hãng quyết định ạ. Thì ông cứ nghe cháu nó trình bày xem thế nào đi. À thôi được rồi, nói đi rồi bác nghe. Dạ thưa bác, để thành lập được câu lạc bộ, hôm nay cháu đến là muốn mời bác làm chủ nhiệm câu lạc bộ ạ. Theo cháu biết, bác là người am hiểu về chiêng Mường và hát đúng. Bác cháu nghe kể ngày xưa bác hát hay nhất Mường Bi mình phải không bác? Sao cháu lại biết? Dạ cháu nghe kể bác ạ. Này, bác nói cháu nghe nhá. Cái món hát đúng là cái món mà bác khoái nhất đấy cháu ạ. À thế mà ngày xưa ông ấy tán đầu bà đấy cháu à. Thế hả bác? Cái bà này, bà ấy cứ thích kể chuyện ngày xưa. Mà quả thật đúng là ngày xưa ấy, tôi được rất là nhiều bà thích, mê. Nhưng mà tôi chả ưng bà nào, chỉ ưng mỗi cái bà này thôi. Tôi cũng chỉ chọn ông thôi. Thật thế hả bác? Vậy bác ơi, bác đồng ý làm chủ nhiệm câu lạc bộ bác nhé. Chúng ta sẽ lập đội chiêng, đội hát dân ca Mường. Các bác tập nhanh để chúng ta còn kịp đi thi tuyên truyền cổ động năm 2024 của thị trấn mình hai bác nhé. Ồ, được đi diễn hả cháu? Đi thi bác ạ. À đi thi, đi thi. Ôi trời ơi, bác là bác khoái đi thi lắm đấy cháu ạ. Ôi trời ơi, bà ơi bà, tôi bảo này, bà nhớ lau chùi những cái thứ này của tôi cho nó sạch sẽ vào nhá. Được rồi, tôi sẽ nay mai ấy là tập cho các bà sẽ tập cho các cháu đánh chiêng. Thế còn tôi ấy, tôi sẽ tập cho các cháu hát, có thể là hát ru này, hát dân ca này, hát đúng, hát đối thượng rang bộ mạnh, vân vân. Đấy. Mình già rồi thì cũng phải góp một chút ít công sức vào cái việc giữ gìn này, bảo tồn này, rồi là phát huy giá trị văn hóa các di sản của các dân tộc mình. Nói tóm lại ấy, là mình cần phải bảo tồn, phát huy được cái hồn cốt của dân tộc mình và ông không chưa, ông hiểu ra rồi đúng không? Thế từ nay ông đừng mang những cái thứ của nhà mình nữa nhá ông nha. Không bán thì lấy đâu ra còn SH mà, thôi được rồi, tôi nhất trí. Tốt rồi. Vậy bác ơi, bác đồng ý làm chủ nhiệm câu lạc bộ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Mường mình luôn bác nhá. Ôi giời ơi, trọng trách lớn quá, lại bảo làm chủ nhiệm câu lạc bộ nữa cơ đấy. Thôi được rồi, bác nhất trí luôn. Tuyệt vời quá, vậy thì cháu sẽ thông báo cho hội phụ nữ khu mình, chúng ta tập luôn trong ngày mai để kịp thời gian đi thi hai bác nhá. Bây giờ hai bác hát thử một vài câu để cháu nghe đi ạ. Thế còn hát trước đi. Thôi được rồi, hát thử một câu vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
về hương.